chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 756 0964 Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần tin tức nổi bật ngày thứ hai đầu tuần hôm nay gửi lời chào Đinh Xuân Quân. Vâng, trước hết xin chào quý khán thính giả của Đài Lý Tân Sự Còn TV và xin chào anh Sweet. anh đến với uh, quý khán thính giả trong một cái ngày mà nó quá biến động luôn từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và cả thế giới sang tới vùng Trung Đông rồi tới vùng Nam Á Bangladesh đầu tiên bởi vì anh là kinh tế gia mà chúng ta trong thứ năm tuần rồi đó và... mình thảo luận thì thấy rất là tự tin và... anh hả là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục uh, không có dấu hiệu đừng nói tới chuyện suy thoái Vâng. Nhưng mà chỉ có mấy ngày vâng. Thì là hôm thứ năm Khi mà anh, anh đến đó, Thì là sau đó Bộ lao động Hoa Kỳ mới thông báo Là tỷ lệ thất nghiệp nó tăng lên vâng. Trên 4% vâng. Rồi cái số 4, 2%, công ăn việc làm đó, Nó chỉ tạo được đâu 140 100, mấy ngàn thôi bốn mấy trăm bảy mươi ngàn gì đó vâng. Mà người ta dự đoán đó, Nó phải lên tới uh, 117 ngàn Mà người ta dự đoán là 170 ngàn công ăn được việc làm tạo ra vâng. Và nó rớt điểm khá mạnh mẽ Vâng đến ngày hôm nay đó thì người ta lại lo sợ là có thể dẫn đến một cái suy thoái ở Hoa vâng. Kỳ này nếu như ông quỹ dự trữ liên bang không tăng lãi suất và kéo theo cả thị trường thế giới Nikkei Nhật Bản thì rớt tới 12,4% vâng. Hoa Kỳ thì cả ngàn điểm ngày hôm nay anh vâng. giải Ôi, thích thì như tôi thì tôi tôi nghĩ rất là khác tại vì thế này sau một cái weekend đó thì người ta hay <laughs> sản người ta hay sảng mà vâng. anh anh thấy không khi mà sau khi mà người ta nghe là bộ nghe là thương mại Hoa Kỳ nói là con số người nó ít hơn thì dân chúng ở quốc tế đó, cái người ít hơn sao tức là công an việc làm hay công cái gì việc đi làm đi đó. tìm việc làm vâng, hoặc vâng, là thất cái, nghiệp là. Cái thêm việc làm đó ít hơn, ít hơn là yeah. dự chủ đó là một cái thứ hai nữa là thất nghiệp nó lên từ 4.1 ừ. lên 4.2% không có gì hết thì vì vậy đó trong tuần cả thế giới nó suy nghĩ sao là, là là sợ, sợ thì, chứ. thì 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 lây lan nhưng, nhưng mà sợ thế, theo tôi đó thì nghĩa là có thể là 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 họ sợ nhưng mà tôi vẫn tin tưởng là cái đường hướng của kinh tế Hoa Kỳ chưa đến nó tại vì ừ. dù muốn dù không, anh 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 anh, anh Thụy nhớ biết là cả về vấn đề kinh tế không có mì ăn liền, không có thay đổi ừ. như vậy được. Thành ra nghĩa là cái đầu tiên mình phải nói là cool down, bây giờ ừ. cũng vậy hết. Thì tôi tôi nghĩ đó năm nay mình đã nói rồi, mình đã nói đủ tôi nghĩ là vào tháng 9 là yeah. họ sẽ 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 giảm lãi suất. Mà lúc đó giảm lãi suất thì cũng không có không anh có... anh Tôi đọc thì thấy rằng giống như là có những chuyên gia họ nói giống như thị trường um giới đầu tư áp lực với quỹ dự trữ liên bang đó, tức thì họ bắn tháo, họ áp lực nữa là nó, lẽ ra anh phải giảm lãi suất mà anh cứ họp thứ tư vừa rồi, vâng. họ họp lại họ nói vâng. không, cứ chờ tháng 9 vâng. tình hình lạm phát nó vẫn chưa đủ xuống mạnh để họ giảm lãi suất lúc này. thì khi khi mà khi mà tôi thấy cái đó thì tôi như? tôi có cảm tưởng giống hệt như anh là những nhà đầu tư, tại vì đừng có quên đó kinh tế là một chuyện mà bên đầu tư là thị trường chứng khoán là một chuyện khác yeah. thì đây tôi có cảm tưởng là mấy anh nhà đầu tư đó họ mm. muốn thúc giục nghĩa là fed để giảm lãi suất yeah. nhưng mà vấn đề kinh tế nó không phải như vậy đầu tư là anh anh dư tiền trong khi còn nghĩa là yeah. quý dự trữ thì họ nghĩ là công an việc làm họ nghĩ lạm phát và công an việc làm họ đâu có khe họ không quan có. tâm đến thị trường lên xuống phải không anh đúng đúng như vậy bị vậy đó uhm. thì khi mà anh 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 thụy nói là có phải đây là những nhà đầu tư những nhà tỷ phú muốn áp lực và vào... đây có phải là duy, dấu hiệu của suy thoái thực sự hay không tôi chưa nghĩ là chưa tại à. vì tất cả những các cái là Dấu hiệu cho thấy ừ. là ngoài kỳ vẫn còn vững chắc lắm Đúng. Chứ không có cái gì đâu Không phải là suy thoái đâu Quả Suy như thoái như thế. nó phải mình thấy là đầu tư nó xuống Còn đây thì không phải mấy anh là muốn đầu tư cho nó lên để... Hôm nay đọc uh, các nhà uh, Kinh tế gia uh, Lỗi lạc của Hoa Kỳ Họ nói từ từ các anh đừng có vội Đúng. vã Đúng. quá Thị trường, trường nó trường, rớt trường xuống 1 hai ngàn điểm Tức là uh, Chưa tới 2 uh, ngàn điểm của Dow Jones Vân Vân, á. Nasdaq thì thực sự Nó 18 ngàn điểm rất trên 1 ngàn Nhưng mà tập trung là vấn đề mà con chip điện toán nó không có như người ta mong đợi cho nên họ bán tháo những cái cổ rồi câu, câu. bên phía Nhật Bản thì cũng lo sợ Đại Hàn cũng lo sợ nếu mà dẫn đến cái suy thoái thì Hàn bán sang Mỹ không được xe đúng. điện xe hơi vân vân đúng cho nên vậy. họ kéo theo vâng, giới đầu tư họ sợ hãi và vâng. kéo theo thế là họ bán tháo cổ phiếu đúng như vậy ở bên Nhật Bản thì nó lại có một vấn đề khác nữa là tại vì quý vị biết là bao nhiêu năm Nhật Bản muốn có lạm phát bây giờ có lạm phát thì, thì họ sợ ừ. bây giờ tăng lãi suất bên Nhật là ngược lại tăng sợ họ muốn hả? tăng lãi suất không 25% ừ. nhưng mà tăng lãi suất không 25% mà nợ công của Nhật Bản rất là cao thì nó là cả một cái khó khăn ừ. mà anh Thụy cũng biết là đây là quốc tế ảnh hưởng phần nào tới Hoa Kỳ họ sợ ừ. đó tại vì những người đó cũng như Việt Nam nếu mà kinh tế Hoa Kỳ nó, nó chậm lại ô, thì ô. làm sao mà anh, nhập anh cảng được? Anh nói Việt được? Nam tôi mới nhớ ngay chắc phải thảo luận thêm với anh nữa vâng. là tin tức ngày hôm nay đó là Campuchia đã đồng ý xây dựng kênh đào Cửu Long Mê vâng. Công á. Vâng, họ mà, đã đồng thọ đồng rồi. Mà cái đó là nguy hiểm lắm, Việt Nam sẽ mất đi cái nguồn hàng hóa vào cảng rất lớn, Sẽ thảo luận với anh. Vâng, à, tiếp tục với cái đề tài về kinh tế ngày hôm nay về chính trị thì anh thấy là ứng viên Donald Trump lên ngay nói ô bất tài Kamala Harris Biden bất tài cho nên không có ngăn chặn được cái vụ mà rất thảm thị trường chứng khoán rơi xuống như thế à, thì tôi, tôi thấy đây anh đây nghĩ đây là sẽ là một cái đề tài chính trị sẽ được thảo luận họ sẽ dùng chính trị họ sẽ dùng lạm phát uhm. để tranh cử tại vì bây giờ đó tới bây giờ đó ứng cử viên Donald Trump vẫn không tìm được khẽ hở của Kamala ừ, Harris thì ừ, hết ừ. nói bà này là nghĩa là gốc da đen tới là, ừ. là gốc uh, Á Châu. Cho nên Châu đây giờ. sẽ là cái cơ hội với tin tức như thế mà nếu còn đi xuống nữa đó thì ông sẽ sử dụng để mà làm cái bàn đạp tấn công về vấn đề kinh tế. Nhưng Bạn... mà nếu mà không có suy thoái kinh tế vào tháng 11 này đó mà kinh tế vẫn nghĩa là từ từ uh, Bạn... không mình không nói là tăng trưởng nhanh mạnh. Nhưng mà với tháng 9 này mà ông giảm lãi suất là chúng ta lấy thị trường nó lại lên mà chưa kể thì là lúc kinh đó tế Thì lúc đó thì nói cái đi. cái khó mà nói lắm. Vâng mà. Thì, tại vì tôi thấy một cái đề tài đó mà dùng kinh tế để chống nghĩa là ứng cử viên camera thì khó thành công lắm. Tại vì dù muốn dù không 3 năm 4 năm bây giờ vòng vào năm thứ 4 của Biden rồi đó tương đối là thành công. Kinh tế, kinh đúng, tế đúng, là đúng. tương nói đối là thành công, lắm. thành công nhất thế giới chứ đừng yeah. nói. Thành nhân vì vậy đó, khó mà ấy lắm. Và từ nay hôm nay mới có đầu tháng 8 thôi Và nhưng mà đến đầu tháng 11 nó đâu có thể nào mà nó xoay chuyển không, từ vấn đề mà đang lắm. tăng rồi nó rớt xuống thảm phẩm Một, suy thoái được. Nó chỉ có hai hai xác suất một là hạ lãi suất thì kinh tế có thể lại người ta lại đầu tư thêm, đúng không? Chứ còn à, chứ còn đúng nó đúng bây là. giờ mà xuống <laughs> tôi nghĩ là trong mấy tháng khó lắm khó không, mà thay không. đổi lắm. Yeah. Tại vì cái đà tiến triển của kinh tế nó dần 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 không bao giờ mà nghĩa là một cái dục một cái là lên ừ. hay xuống liền lập tức. Nhưng mà khi mà có nếu mà có giảm lãi suất thì thị trường chứng khoán sẽ nghĩa là thay đổi rất là nhiều. Tại vì đây nó yeah. là cái cảm tưởng chứ không phải là kinh tế. Có thể lên trở lại 2.000 điểm không ngờ không ngờ đó. Có thể hơn nữa. Yeah. Tôi nghĩ là có thể hơn nữa. Yeah. Tại vì đây nó là cái 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 sentiment của người yeah, đầu tư cái cảm xúc của và giới của đầu tư, tư chứ họ không bực, phải là họ bực mình là quý gì chữ chứ không phải yeah, là vấn đề kinh tế không, không đó yeah. hay ở chỗ đó nó hai cái mình phải rõ ràng mà một bên là kinh tế và một ừ. bên là đầu tư và thị trường đầu tư thì nó là cảm xúc thì nó nó là nhiều khi là người ta muốn lời hơn mà thật ra đó công ty mỹ vẫn lời đâu có cái nào mà lỗ đâu anh thấy không thành ra ở đây đó Tôi đánh giá đây là một cách mà các nhà đầu tư yeah. muốn có thêm tiền mau chóng. À, thì thì nó là như vậy thôi. Chứ tôi không... thấy nó lên kinh khủng quá, 40.000 điểm rồi 18.000 điểm mấy của Nasdaq với Dow Jones. À, đề tài về Bangladesh cũng đáng chú ý à, và đề tài về vùng Trung Đông thì nó còn quan trọng hơn bởi vì Iran có thể tấn công Do Thái bất cứ lúc nào. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo.